Không có nhà cửa gì hết trơn á, mà giữa khu nghĩa địa này có một cái am. Cái am này giống như là để mà thờ thần linh hay sau đó thì mọi người cũng không biết rõ nữa. Mọi người mới dừng chân tại đây, tại vì dù sao cũng quá là mệt mỏi rồi, đi cả ngày trời. Khi mà đi gần tới rồi á, thì mọi người mới thấy đây không phải là một cái miếu nhỏ gì hết trơn á. Nó là một cái am nha, cũng khá lớn luôn, vừa đủ cho 5-6-7 người ngủ ở trong luôn đó. Kiểu như đây là cái nơi để mọi người tập trung lại thờ cúng hay sau đó thì mọi người cũng không rõ nữa. Vô tới chỗ này mới thấy là cái am này á, nó cũ kỹ lắm rồi, bụi bặm đóng tùm lum hết trơn luôn, mà nhìn rất là ghê luôn kìa. Thờ cái gì á, rất là ghê, mọi người cũng không biết nữa. Tới lượt ba bước vô thì ba mới thấy là trong cái am này, ngoài những bức tượng thờ rất lạ đó, thì có một cái bức tượng thờ cái con mèo đen. Nó đang xì lì à, nhìn giống như là con mèo đen thiệt vậy đó nha. Không ai nghĩ đó là bức tượng hết trơn á. Mới đầu còn lộn nữa mà. Nhưng thôi bây giờ không ai quan tâm tới chuyện này hết, chỉ là lo tìm cái chỗ ngủ nghỉ thôi. Rồi ngay sau đó chú Trung mới phân công cho hai người thay phiên nhau đi ra ngoài này để mà gác, còn lại á thì vô trong này nằm ngủ đi. Thế là kết thúc nguyên một ngày mệt như trâu luôn, trừ hai cái anh lính mới ngoài trước để mà canh, còn lại cả đội đó thì kéo trong cái am này để mà nằm ngủ, nằm san sát nhau vậy nè, như là sắp cá mò vậy đó. Không phải cái chỗ này quá rộng đâu, cho nên nằm kế bên nhau á mà nó chật cứng vậy đó. Do là quá mệt mà, thành ra ai nấy chỉ cần nằm thẳng giò thôi là ngáy khò khò luôn, ngủ quá là ngon. Lúc đó đó thì khoảng 2 giờ sáng rồi, thì ba của anh bắt đầu thức dậy để mà ra ngoài trước thay ca gác, đổi cho hai anh kia vô ngủ. Theo như thường lệ đó, trước khi mình thức dậy mình đổi ca gác cho người khác thì mình phải coi lại quân số của mình, đếm coi đủ hay là thiếu. Lúc đó mới vừa thức dậy à, mắt nhắm mắt mở, thì ba ổng ngồi dậy, ổng mới nhìn lại tất cả những đồng đội của mình đang nằm ngủ á, thì ổng đếm nằm ở dưới có 9 người nằm. Trong khi cả đội của mình á, gồm có 6 người lính cũ và 5 người lính mới, tổng cộng là 11 người. Ở phía trước đang đứng gác là 2 người, là còn lại 9 người. Trong khi đó tính luôn 3 của anh á, là trừ 1 người nữa, có nghĩa là nằm ở đây đáng lẽ chỉ còn khoảng 8 người thôi. Vậy thì bây giờ 9 người đó lọt ra 1 người nữa, người đó là ai? Khi mà đếm xong á, là ba hết hồn liền. Ông mới tưởng đâu á, là hồi nãy giờ ông hoa mắt không à, tại vì mới vừa ngủ thức dậy mà. Cho nên ba ổng lắc cái đầu thiệt là mạnh vậy nè, ổng mới đếm lại thì đúng thiệt, đang nằm dưới này vẫn là 9 người. Vậy thì cả tiểu đội của mình hiện tại đang có 12 người, dư 1 người. Chưa hết chuyện này, lại xảy ra cái chuyện khác nữa. Tự nhiên cái con mắt của ba, ổng nhìn qua bên góc tường bên kia, thì lúc này bất ngờ ba mới thấy hình như là trong góc tường có một cái đứa con nít. Mà cái đứa này nó nhỏ xíu như là con nít mới đẻ vậy đó, nó tầm khoảng bằng cái đầu gối của mình thôi à. Nó đang đứng ở đó, đứng trong góc tường á, mà hai con mắt của nó màu xanh, xanh lá chuối nè, mà nó dạ cánh sáng lên á, nhìn rất là sáng luôn. Mà ngoài trời á, trăng vẫn có nha, không có rọi đèn pin gì hết trơn á, vẫn thấy rõ mồn một luôn. Lúc này ba đang ngồi dậy gần ngoài cửa, còn cái đứa đó đó thì nó đang đứng ngay trong góc tường phía trong kia. Khi mà thấy cảnh tượng đó thì tự nhiên ba mới nghĩ tới là có khi nào nó là thiên linh cái ông ta. Tại từ nhỏ tới lớn nghe ông bà kể về thiên linh cái cũng rất là nhiều rồi, đó như là cái con mèo, một đứa con nít hay sao đó, đại loại lạng vậy. Tự nhiên ba nghĩ thôi hà, thấy sợ quá đi, ba mới khều cái chú Sơn á, khều ổng: "Ê Sơn, mày coi cái con gì kìa Sơn?" Do là chú Sơn ông đang ngáy ngủ mà, ổng cứ cựa quậy à, ổng nói: "Ừ, gì vậy, gì vậy?" Mà ổng chưa có nhìn nữa. Trong lúc đó thì kiểu như là có ai xui khiến, ai mà làm một cái thôi miên gì đó, ba của anh cứ liên tục nhìn vô cặp mắt xanh lè của đứa nhỏ đó hoài vậy đó. Mà ba nói nha, khi ba nhìn thẳng vô cặp mắt màu xanh lè này đó, có cái gì đó nó thu hút ba, khiến ba phải nhìn hoài nè. Rồi trong vô thức á, ba từ cái chỗ này ba đi càng gần lại cái đứa nhỏ đó, để mà coi thử cái ánh mắt đó nó như thế nào mà nó sáng tới mức độ vậy, kiểu như không còn kiểm soát được bản thân của mình nữa rồi. Ba đi gần tới rồi nha, là bắt đầu cái cặp mắt xanh lè của nó đó, nó mở, nó trừng ra, nó nhìn thẳng vô mặt của ba vậy nè. Ổng đi tới tí xíu nữa thôi là bắt đầu nó kêu cái "Ê!" lên. Nó kêu lên xong á là nó nhảy thẳng vô mặt của ba luôn. Chưa kịp đụng tới cái mặt nữa là bắt đầu á, cái chú Trung á, ổng cầm cái súng á, ổng vô vô cái đầu của nó một cái bóp luôn. Nó ngã xuống đất, máu me lênh láng tùm lum hết, tại vì á vỗ ngay cái đầu của nó bể cái đầu rồi. Lúc này cả một đội ai cũng thức giấc hết trơn, lồm cồm ngồi dậy,
người nào người nấy cầm cái súng riêng cho mình, rồi cầm thủ sẵn vậy nè, tưởng cái chuyện gì xảy ra không à. Hai cái lính ngoài kia cũng chạy vô nữa, thì mới hay ra hồi nãy giờ chú Trung ổng đã quan sát rất kỹ cái con mèo này rồi. Nó là một con mèo đen chứ không phải một cái đứa con nít gì hết trơn á. Chẳng qua ba ổng bị thôi miên hay là bị cái gì đó không à, ổng không còn biết gì nữa rồi, ổng mới nhìn nó ra thành đứa con nít thôi à. Bởi vậy khi ba ổng nhìn xuống thì ổng nói trời ơi, đây là cái xác con mèo chứ đâu phải đứa con nít nào đâu. Mà tại sao hồi nãy ổng nhìn rõ ràng luôn đó là đứa con nít, mà con mắt của nó xanh lè vậy đó. Thì ra hồi nãy giờ con mèo này nó đứng bằng hai chân chứ không phải nó đang bò bằng bốn chân, cho nên ba bị quán gà hay sao ba mới thấy vậy đó. Do là mới vừa xảy ra cái chuyện này, thành ra ba cũng quên luôn cái chuyện hồi nãy, rằng ba mới đếm dư một người trong cái đội đang nằm ở đây. Tại sao có 8 người nằm mà bây giờ đếm ra 9 người? Tới bây giờ tự nhiên ba mới nhớ ra. Vừa nhớ ra thôi á, thì cả một đội ai cũng nghe tiếng rụt rịch rồi sột sạc kì nè, mới sạc đèn pin lên nhìn. Thì mới thấy là tất cả mọi người trong đội ai cũng thức dậy hết trơn rồi, chỉ còn một người. Cái người này đang nằm ở đó, nhìn kỹ lại á, thì đó là một xác chết. Mà cái xác chết này chính là cái xác của cái tên địch hồi sáng, lúc mà chú Trung á, ổng đưa vô để mà ổng xử bắn đó. Tại vì á, định là không có đem đi theo, nếu như bắt nó theo á, thì cũng phiền phức quá đi. Thôi thì cái chú Trung này nè, ổng mới xử luôn. Vậy đó, mà không biết tại sao cái xác của ông lính đó bây giờ lại nằm ở đây, trong khi hồi sáng giờ đó đã di chuyển một cái đoạn đường rất là xa luôn. Cái lúc mà bắn ổng á, là tuốt ở đằng kia, cách chắc khoảng mười mấy hai chục cây số luôn, mà tại sao bây giờ nằm ở đây được, rất là hay, không biết lý do tại sao nữa. Trời ơi, mà kinh khủng hơn á, tất cả mọi người lúc này đều thấy cái ông đó bây giờ trắng giả rồi, người ổng không còn hột máu nữa, mà tự nhiên nằm đó ổng mới ngồi bật dậy, ngồi từ từ vậy nè. Thì cái chú Trung mới nói, hồi nãy giờ cái con mèo lúc mà nó chuẩn bị nó nhảy bổ lên người của ba anh đó, thì vô tình nó đã bay ngang cái xác của cái ông này rồi, ổng đang nằm ở đó, nhưng lúc đó chưa có ai phát hiện được hết trơn á. Ổng vô đây ổng nằm từ hồi nào rồi, tới bây giờ khi mà chú Trung á, ổng dùng cái súng ổng đập vô đầu con mèo, thì cái máu của con mèo á, nó đã chảy ra, nó dính vô cái xác của cái ông lính này rồi đây nè. Và đó là cái điều kiện để cho ổng trở thành một cái xác sống di động. Mặc dầu ổng không còn lý trí, không còn linh hồn gì cả, nhưng bây giờ cái xác của ổng nó vậy đó. Nghe tới đây á, thì tự nhiên mình nghĩ tới những cái bộ phim zombie đó mọi người. Những bộ phim zombie trên màn ảnh á, thì đa số nó gây ra bởi một cái đại dịch, một cái loại virus nào đó. Tuy nhiên trong câu chuyện này, đó là một câu chuyện lịch sử do ba kể lại, thì Duy nghĩ chắc chắn câu chuyện này nó có thật. Mà cái xác sống trong câu chuyện này nó gây ra chính là do cái con mèo đen đó. Theo như chú Trung nói, nó là cái con linh miêu đã thành tinh rồi, tại vì nó thường xuyên ăn cái xác chết của những người lính tử trận, nó ăn xác người ta hết trơn luôn, cho nên nó đã thành tinh. Ngày hôm nay vô tình cái lúc mà nó nhảy bổ qua cái người của ba đó, nó đã nhảy qua cái xác của ổng, rồi máu của nó dính vô xác của ổng nữa, thì chắc chắn ổng phải thành một cái xác sống thôi. Chưa đầy mấy phút nữa thì bắt đầu cái xác này nè, nó bật dậy luôn. Thấy như vậy đó, cái chú Trung á, ổng mới cầm cây súng, ổng nã hai viên đạn vô cái người, nhưng mà không hề hấn gì hết trơn á, nó vẫn đi sân sẩn vô người ta vậy nè. Thiếu điều á, nó muốn cắn vô da thịt của mọi người vậy đó. Biết rồi đó, cho nên chú Trung mới kêu cho mọi người đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Mọi người ra hết rồi, chỉ còn mình anh chú thôi. Sau đó chú gom đồ, chú bỏ lại một trái bom đã gỡ chốt rồi nha. Sau đó trái bom này nó phát nổ luôn, banh cả một cái miếu, và cái thây ma này cũng tan xác luôn. Sau khi mà cái trái bom đã phát nổ rồi, do gây ra cái tiếng động quá là lớn đi, thành ra mọi người phải nhanh chóng đi hành quân ra chỗ khác liền, đi càng xa càng tốt. Trong lúc đi hành quân thì ba có nói chuyện với chú Sơn. Ba mới nói là, ê Sơn, ông có thấy lạ không? Sau cái xác này hồi sáng anh Trung anh đã bắn nó từ cái chỗ tuốt đằng kia rồi, vậy thì tại sao nó lại mò tới chỗ này được? Nếu như nó đã tới được chỗ này rồi thì nó phải sống dậy lần thứ hai. Tại vì cái lần thứ nhất của nó tỉnh dậy từ cái chỗ mà nó chết á, nó đi tới chỗ này, rồi nó nằm ở đây, nó chết một lần rồi, tới khi mà tụi mình phát hiện đó, nó mới tỉnh dậy lần thứ hai, đúng không? Thì cái chú Sơn á, ổng mới nói đúng rồi. Do nó tỉnh dậy lần thứ hai á, anh Trung ảnh mới nổ trái bom cho nó tan xác đó, chứ không thôi á, nó còn quậy hơn nữa. Khi mà nói dứt lời thì hai người lại lóe lên một cái suy nghĩ. Ba mới nói, ủa, có khi nào hiện tại trong đội của mình đang có một cái thây ma mà mình không biết không ta? Chú Sơn mới hỏi là, ủa sao mà mày nói vậy? Thì ba mới nói, đúng rồi, hồi sáng cái lúc mà anh Trung ảnh xả súng bắn cái thằng địch kia đó,
ở túi lần kia. Vậy thì tại sao nó sống vậy được? Nó sống vậy trừ khi cái con linh miêu này nó nhảy vào bụng của nó thôi. Do đó thì nó mới tỉnh dậy, nó đi tới cái chỗ của mình. Và cái điều này cũng giải thích cho cái hiện tượng tại sao mà xác chết của anh Bảy ngày hôm qua đó, mình đã để gần cái nguyệt rồi, vậy thì tại sao mà cái xác của anh Bảy lại đi được tới cái chỗ của hai thằng này chứ. Coi như tạm thời giải thích cho cái hiện tượng đó đi. Quay lại cái chuyện của thằng này, sau khi mà cái xác của nó đi được tới cái am nằm cùng tụi mình rồi đó, nếu như muốn nó nằm xuống thì bắt buộc nó phải đụng một người nào đó trong đội của mình. Mà cái người đó khi bị đụng rồi, chắc chắn người đó phải chết, không có sống được. Nghe tới đó thì bắt đầu hai người thấy hơi rối khó hiểu rồi đó. Thôi bắt đầu di chuyển tiếp, đi tới Boloven á để mà tập kết ở ngoài mặt trận. Khi mà đi ra tới mặt trận rồi, lúc này lại nổ ra thêm một cuộc càn quét nữa. Anh này cũng diễn tả rất là chi tiết về cuộc càn quét này. Tuy nhiên Duy tóm gọn á là đồng đội của ba lúc này hy sinh rất là nhiều. Chỉ còn lại ba và cái chú Sơn. Cũng hên là cái lúc cao trào khi bơm dội xuống á, thì ba cùng với chú Sơn này nè núp được ở một cái tảng đá khá là bự, thành ra cũng đỡ bị thương tích. Còn lại hai cái đồng chí kia đó thì bị thương khá nặng. Riêng cái chú Trung tiểu đội trưởng đó, lúc này khi mà cái mảnh pháo nổ ra đó, có một cái miếng nó ghim vô trong cái ngực của chú vậy nè, làm máu chảy quá là nhiều. Lúc đó chú thấy mình yếu quá rồi, không có cầm cự được nữa, thì bắt đầu chú mới kêu mọi người lại. Chú trăn trối vài lời rồi mới kêu mọi người á, đi chỗ khác đi, bỏ chú ở đây, đừng có đưa chú đi chôn hay gì hết trơn á. Tại vì bây giờ á, bên phe bên kia người ta đang ráo riết tìm tới cái chỗ của mình rồi. Ba nói lúc đó đưa cái chú Trung này dựa ổng vô một cái gốc cây á, rồi máu trên ngực của ổng á nó cứ phúng ra vậy nè. Một chút xíu thôi chú cũng đi. Mọi người bỏ là cái xác của chú Trung này ở đây, rồi bắt đầu ba cùng với chú Sơn á dìu hai cái anh bộ đội bị thương kia đi về lại cái căn cứ cũ. Tuy nhiên sau một hồi đi một quãng đường khá dài về đó đó thì thấy hoang tàn hết trơn rồi, người ta ném bom banh chành hết, đồng đội cũng đi đâu hết trơn luôn, không tìm thấy được dấu vết. Thấy như vậy đó thì ba cùng với chú Sơn bắt đầu tìm kiếm một số vật dụng cá nhân còn sót lại đó, còn nhiều thì gom hết, rồi là tiếp tục dìu hai cái anh bộ đội bị thương kia đi vô tới trong rừng. Mà cánh rừng này á là cái rừng Nam Lào. Ba nói cái chỗ này á nha, nó rất là ghê luôn, rừng thi nước độc mà, rừng nào cũng độc hết. Tuy nhiên cái rừng này thời điểm đó đó đặc biệt có rất là nhiều hổ dữ luôn. Tới nước này á thì đã hết cái đồ viện trợ rồi, không còn cái gì để mà ăn hết trơn. Hai người mà phải kèm theo hai người nữa thì rất là đói, rất là khát luôn. Bây giờ vô rừng phải tìm bằng mọi cách săn bắn con này con kia, rồi thấy con chuột con thỏ gì đó cũng đem tìm lửa để mà nướng lên ăn, rất là cực khổ luôn, phải chịu thôi chứ sao giờ. Ở trong này thì thú rừng cũng có, bắt nó cũng dễ, nói chung là có cái để mà ăn. Tuy nhiên không có gạo, không có cơm ăn thôi hả. Về cái chuyện uống nước, ở khu vực này nó không có suối, cho nên ba cùng với chú Sơn á phải đi tìm những cây dây leo á, rồi bẻ ra ngắt nó ra. Cái dây leo nào mà nó ra cái nước màu trắng hoặc nước trong á thì uống được, mà hễ nó ra cái nước màu đỏ đó thì tuyệt đối không uống nha, tại vì có chất độc. Ăn uống xong cả buổi trời rồi, bắt đầu bốn người lại đi tiếp nữa. Đi tới đầu giờ chiều á thì lại gặp một cái con suối. Tới đây mới thả hai cái anh bộ đội bị thương á ngồi đó, rồi ba cùng với chú Sơn đi xuống suối á, lấy nước lên cho mọi người rửa ráy rồi uống nước này nọ đó. Lúc mà hai người xuống tới cái suối rồi thì cái chú Sơn mới nói nhỏ với ba: "Ê, hồi sáng giờ ông có thấy gì lạ không? Hai cái thằng bộ đội này nè, sao mà nó cứ lầm lầm lì lì à? Nó cũng khỏe chứ đâu có bị gì nặng đâu, mà tại sao á tôi hỏi nó không bao giờ trả lời nha, nó im ru à. Cái lúc mà ông bắt được cái con thỏ ông đem lên đó thì ông để ý đi, nó cầm con thỏ này á, nó xé miếng thịt sống nó ăn luôn, cả hai thằng cùng ăn, rồi máu con thỏ chảy ra nó uống luôn. Tôi thấy lạ quá mà tôi không có dám nói, tôi sợ hai cái thằng này nè nó chuẩn bị thành cái xác sống rồi đó, nó có dính dáng gì tới cái xác của cái thằng hôm qua đó nha, tôi nói nhỏ cho ông biết vậy thôi." Nói tới đó thôi thì ba đã biết rồi, hai người bắt đầu rùng mình rồi đó, có thể nó sẽ thành hai cái xác sống, tại vì bây giờ cái biểu hiện của nó chưa bộc lộ thôi, cho nên hai người mới giao kèo với nhau. Tạm thời vẫn coi như chưa biết cái gì hết, cứ để yên đi và đừng có nói cái chuyện này trước mặt của nó, thôi tạm thời lặng vậy. Hai người vừa nói chuyện xong thì mới nghe cái tiếng sột soạt từ phía sau lưng á, mới nhanh chóng cầm cái súng để mà thủ. Vừa quay ra sau lưng thì mới phát hiện có hai cái đồng đội mang cùng màu áo của mình, mà hai ảnh cũng từ cái tiểu đội khác luôn, mới vừa bị đánh bị thương hồi sáng nè rồi đi lạc tới chỗ này. Vậy là lúc này cả nhóm của ba
có thêm 2 người nữa, tổng cộng là 6 người. Nhưng mà hai cái anh bộ đội mới gia nhập này nè, bị thương quá nặng đi, rất là nặng luôn đó, thiếu điều đi muốn không nổi luôn. Thành ra chiều á, mọi người cũng kiếm đồ ăn, ăn với nhau xong rồi, bà mới nói thôi, đêm nay ăn xong rồi ngủ tại đây, đừng có đi đêm nha. Tại vì cánh rừng này á rất là độc, rất nguy hiểm, thú dữ không à, không đi đêm được đâu, ráng ngủ đi rồi sáng đi sớm. Và trong cái thời gian ăn buổi chiều đó, ba cùng với chú Sơn này luôn luôn quan sát hai cái anh lính kia. Hai cái anh lính mà có khả năng thành thây ma đó, nhìn thấy những cái biểu hiện bắt đầu rất là lạ rồi đó. Cho nên đêm nay tầm khoảng 9 giờ thôi thì ba mới kêu mọi người á tranh thủ đi ngủ đi. Do có 6 người thành ra phải tìm ba cái gốc cây bự gần nhau, hai người ngủ lại một gốc cây để mà dễ quan sát rồi kiểm đếm số lượng.